xin người thứ lỗi cho con. Thưa lệnh bà, dù con không muốn bước vào đây, nhưng con bắt buộc phải đến. Kẻ mạo danh này không phải là tu sĩ. Vị này mới là tu sĩ thật, do Tiểu Dương Thành Bi Thoa, ngài Ba Si Rao cử đến hành lễ. Thưa bệ hạ, hắn là kẻ giả mạo. Và tu sĩ này đã bị hắn ta bắt cóc. Làm như vậy, hôn lễ của bệ hạ sẽ không được cử hành đúng theo truyền thống. Chắc chắn có âm mưu đằng sau chuyện này thưa bệ hạ. Mô Tì Bài, liệu đây là âm mưu từ trước của người khác hay là của cô vậy? Không phải đó. Con thấy cô ta cố tình gây chuyện để cản trở hôn lễ của bệ hạ, và cô ta làm chuyện này để trả thù cho việc mình đã bị xúc phạm. Vì trước đó không lâu, vì đã cho người đuổi cô ta ra khỏi đây. Cô ta muốn trả thù quan tộc chúng ta đó thưa gì? Không phải. Cậu xin lệnh bà hãy tin con. Nghe con đây không... Chính ông Modoban đã dẫn thầy tế này tới gặp ta. Còn cô thì nói đây là một âm mưu. Làm sao tôi tin được lời cô nói đây, Motibai? Cô có nhân chứng nào không? Người mà có thể chứng minh đây mới là thầy tế thật. Thành thật xin lỗi, con không có bằng chứng nào hết ngoài bản thân ông ấy cả. Cô có thể nói bất kỳ ai đứng đây để trả thù cho việc cô đã bị xúc phạm mà. Thưa bệ hạ, với em đây là một lời du khống, xin người hãy tin em. Em đang định về nhà, và khi đang trên đường thì... Cô đang cố gắng cản trở hôn lễ của đức vua bằng cách đưa ông ta tới đây. Cậu xin lệnh bà, đừng buông lời du khống con nữa. Nếu lệnh bà tin con thì hãy hỏi ông ta đi. Hỏi coi liệu ông ta có phải thầy tế thực sự không. Đúng vậy, tôi là thầy tế thật sự mà. Nhìn đây này, nhìn đi, nhìn đi. Peswa Bajirao Thành Bi Thoa đã phái tôi tới gặp ngài Modoban cùng lá thư này nè. Ôi thần linh ơi, phải rồi, giờ thì đừng có nói tôi lấy trộm lá thư này nha. Đúng vậy, còn gì, anh đã lấy trộm lá thư của tôi. Làm sao ta biết được cô đang nói thật hay nói dối? Những lời con nói đều là thật. Thầy tế tội nghiệp này đã bị trói tay chân và bị nhốt trong một căn phòng. Rao à, nói cô ta ra khỏi đây đi. Thật đúng là kỹ nữ không bao giờ chịu được cảnh ai đó yên bề gia thất.
Dạ thưa lệnh bà, con nghĩ chắc là lệnh bà đã nói đúng. Nhưng một kỹ nữ cũng là một người phụ nữ. Dạ không phụ nữ nào có thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy hôn lễ của em gái mình bị người khác phá hoại. Xin lệnh bà hãy tin con, ông ta là thầy tế giả mạo. Và nếu ông ta cử hành hôn lễ này thì có thể dễ dàng chứng minh hôn lễ này là không hợp lệ. Còn chắc chắn có âm mưu thâm độc đằng sau chuyện này. Motibai, làm sao cô có thể chắc chắn đây là một âm mưu hả? Dạ thưa lệnh bà, có nhiều người dù lại có mặt ở đây nhưng lại không hề thấy vui với hôn lễ này của đại vương Gangadhara. Theo như ta biết thì bản thân cô cũng không hề mong muốn hôn lễ này diễn ra. Phải, đó từng là sai lầm lớn nhất của tôi. Nhưng giờ em gái tôi đã giúp tôi mở mang tầm mắt. Nhưng mà những người này thì vẫn bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt. Đủ rồi Motibai. Rao à, con hãy đuổi cổ cô ta và tên thầy tế này ra khỏi đây đi. Cô ta đang cố làm cho giờ lành cử hành hôn lễ trôi qua mất. Ôi thần linh ơi, lệnh bà đừng nói vậy mà. Người đang có một quyết định cực kỳ sai lầm đó. Con xin thề với người. Đúng rồi. Tất cả nói đủ rồi. Làm sao cô dám mở miệng khăng khăng nói là người gì đáng kính của ta quyết định sai vậy hả Motibai? Đính đầu bắt cô ta. Thưa bệ hạ, làm như vậy sẽ gián đoạn việc cử hành hôn lễ của người. Hãy để cho tôi... Từng đó là nghĩa vụ của một người quyền cao chức trọng là làm theo lẽ phải, và không ai bị trừng phạt nếu không bị chứng minh. Đúng là họ đã có tội. Làm thế này thì không ai có được công bằng hết. Manu à, vì thần linh xin con hãy im lặng đi. Không thưa cha. Cha hãy để cô ấy nói đi. Con cũng muốn nghe quan điểm của cô ấy. Thưa bệ hạ, em xin phép nói. Motibai giống như chị gái của thần thiếp vậy. Và em còn nghe được một chuyện là chị ấy đã từng cứu mạng người. Vậy thì tại sao chị ấy muốn phá hôn lễ này? Như chúng ta thấy thì giữa hai người thầy tế, ai là người nói thật thì ta vẫn chưa kiểm chứng mà. Nhưng chưa gì chị Moti đã bị trừng phạt rồi. Cô thấy đó Motibai, mọi sự việc
theo thời gian đều thay đổi. Cô hãy nghĩ đi, người mơ mộng được trở thành nữ chúa tương lai của thành San Si kia ơi, giờ cô ấy là ai chứ? Chẳng là ai hết. Fraser, thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được. Ông nên biết sợ, cái ngày sẽ phơi bày tất cả sự thật về ông ra ánh sáng đi. Không, ta sẽ không để cái ngày đó xảy ra đâu. Còn lâu. Cô chỉ biết chuyện trước mắt mà thôi. Nói ta nghe coi, hôm nay em sẽ cứu cô đây. Đứng yên đó, không được động thủ. Ông Razor, đừng có mà động tới cô ấy. Cô ấy là một phụ nữ, và còn là phụ nữ được Ấn Độ chúng tôi. Sao người dám? Tại sao người vào đây được? Khi ông đưa Motibay từ sảnh điện tới đây là tôi đã biết ngay, là ông chắc chắn sẽ có những hành vi cư xử khiếm nhã với cô ấy, cho nên đó là lý do. Tại sao tôi đến đây đó? Ông hãy nhớ lấy một điều này, hãy nhớ lấy. Cô ấy vẫn chưa được kiểm chứng là có tội. Chỉ có đại dương Ganga Đa Rau mới có quyền hạn xử phạt cô ấy, chứ không phải ai khác. Nhưng chỉ trong trường hợp cô ấy có tội, còn không thì thôi. Motibay, mời cô ngồi. Ngồi đi. Thầy Tế à, mời lại đây. Tiểu Dương Thành Bi Thoa, ngài Bajirao đã cử thầy tới cùng với lá thư đúng không? Dạ đúng vậy. Đúng vậy. Thầy hãy nói ta nghe sự thật đi. Khởi bẩm bệ hạ, thân là tu sĩ Bà La Môn, thân không thể nói dối được. Tiểu Dương của Thành Bi Thoa, Beswa Bajirao đã đưa lá thư này cho thần, và người còn dặn dò rất kỹ càng là khi thần tới thành Jhansi, ngay khi thần tới nơi, thần phải thay mặt ngài Moropan cử hành hôn lễ cho cô dâu Mani Khanika. Và thần đã tới đây, nhưng thần không biết anh ta đã pha cái gì đó vô nước và đưa cho thần uống. Thần đã bất tỉnh. Nếu quý cô đó không giúp cởi trói tay chân cho thần thì... Những lời mà tu sĩ này nói thật sự khó tin. Bởi vì ông ấy có lá thư trong tay. Nhưng đừng có vội mừng vì ta cũng nghi ngờ cả ông đó. Ta nghe nói rằng trong một số trường hợp nhất định, những người Bà La Môn mà là thầy tế, nếu bị người khác nghi ngờ, họ sẽ ném dây thiên vào trong đống lửa để chứng minh cho mọi người thấy là mình trong sạch.
À được rồi, để thần lấy ra, để thần lấy ra. Nó đây rồi. Đây là dây thiên của thần, còn đây là đống lửa. Thần đã bỏ vào đống lửa rồi đó. Bây giờ người đã tin thần là thầy tế thật sự chưa vậy bệ hạ? Thầy ấy đã chứng minh rồi đó. Thưa bệ hạ, nếu như sự thật về kẻ bề tôi này là không đúng, và cho dù tính mạng của thần đang gặp nguy hiểm, thì thần sẽ không bao giờ tách rời khỏi dây thiên của mình. À, người muốn trừng phạt thần ra sao cũng được. Binh lính đâu, bắt hắn lại. Không phải người đó, mà là tên này nè. Một thầy tế thực sự sẽ không bao giờ chịu bị tách rời khỏi sợi dây thiên của mình cho tới lúc chết. Giải hắn đi đi. Sau hôn lễ của ta, ta sẽ định đoạt số phận của hắn. Dân ngươi hãy luôn ghi nhớ một điều, cả gia đình ngươi sẽ sống như khách dưới sự giám sát chặt chẽ của binh lính triều đình của ta cả đời. Nếu như ngươi dám mở miệng và khai tên ta ra, thì ta nói trước là mình rất biết cách đối đãi. Đối với những vị khách không biết điều giống như người đó, có hiểu chưa? Khôn hồn thì hãy biết giữ mồm giữ miệng đi. Truyền lệnh của ta thả Moti Bay. Tuân lệnh bệ hạ. Thưa bệ hạ, nếu như người thấy Manikarnika lần này ăn nói không được lễ phép thì không tôi... có. Lần này cô ấy đã giúp con thoát khỏi rắc rối lớn. Nếu không thì cô đã phạm sai lầm lớn rồi. Cảm ơn nàng rất nhiều. À, bây giờ nàng có điều gì muốn nói không? Dạ có, thưa bệ hạ. Motibai giống như chị gái của em vậy. Xin người hãy cho phép chị ấy được tham dự hôn lễ của hai chúng ta. Raghunath. Thưa có thần. Lệnh thả Moti Bai ra. Tuân lệnh bệ hạ. Thưa thầy tế, tôi xin lỗi về những rắc rối mà thầy đã gặp phải. Đều là những sự việc không đáng có. Tất cả đều là sắp đặt của thần linh đó ngài. Mời thầy tế ngồi xuống. Giờ thầy sẽ thực hiện nghi thức hôn lễ cho phía của cô dâu, cho nên mời thầy ngồi. Thầy cứ ngồi đi. Ôm Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samprabha Nirvignam Kuruma Deva Sarva Karyeshu Sarvada Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadramikam Saranam Vraja Aham Tva Sarva Papebhyo Moksha Swami Masucha Ashtadas Puranesu Vyasasya Vajradayam Parokaraya.
Đừng thưa nữ chúa Manikarnika, tôi thật là vinh dự khi được phép có mặt trong hôn lễ của người. Thưa bệ hạ, trước khi bắt đầu thực hiện nghi thức đi vòng quanh, dì của người sẽ thực hiện nghi thức đúc mật ong cho cô dâu chú rể. Con dâu, ta đã nuôi nấng Trao bằng tình yêu thương vô bờ bến. Nó giống như là con trai ruột của ta vậy. Ta sẽ không tha thứ nếu như nó gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Con dâu, cho dù nó đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con, thì cũng đừng cho rằng nó sẽ chấp nhận thỉnh cầu của con trong tương lai. Để nhà gái, xin hãy bắt đầu tiến hành nghi thức đi vòng quanh và phải cột dây dải nữa. Tôi biết rồi. Thưa thầy tế, con xin thầy hãy cột dây chặt vào. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, nữ chúa của thần. Đây gọi là dùng ngôn từ ẩn chứa hàm ý sâu xa, để cảnh báo những ai lầm lè muốn phá hoại hôn lễ giữa ngươi và đức vua của chúng thần. Ông đi xiết, sao ngươi lại kết luận rằng có người có ý đồ không tốt đối với hôn lễ này? Sau khi nghe lời lẽ của con dâu ta, ngươi giải thích cho ta nghe đi. Xin lệnh bà thứ lỗi. Từ khi thần bắt đầu nhiệm vụ chuẩn bị cho hôn lễ đại dương của chúng ta, ngày qua ngày lại có một âm mưu mới xuất hiện để ngăn cản hôn lễ này giữa đại dương và nữ chúa. Lời nữ chúa nói thì không hề có ẩn ý gì bên trong cả, nhưng mà đó là sự thật. Số phận của người chồng có mối liên hệ rất mật thiết với số phận vợ của người đó. Và mỗi điều mà người vợ mong muốn thì sẽ gắn kết vĩnh viễn với người thật chồng. Thật tuyệt vời ông Dixit. Ông nói hoàn toàn đúng. Lời nữ chúa nói chỉ là thể hiện ý chí của người sẽ gắn kết mối liên kết này chặt chẽ hơn thôi. Nữ chúa Manikarnika vạn tuế! Vạn tuế! 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 Thưa bệ hạ, đến giờ lành thực hiện nghi thức đi vòng quanh rồi.
Con gái của ông là một chân mệnh thiên nữ, con bé sẽ trở thành nữ chúa đó. Công đại cha ơi, con sẽ không bao giờ rời xa cha đâu. Con nghe này, một ngày nào đó, các cô con gái đều phải rời khỏi nhà cha mẹ ruột của mình. Không có cô con gái nào có thể ở bên cha mẹ mình cả đời. Nhưng cha sẽ luôn ở bên Manu của cha. Đi thôi con dâu, chúng ta còn phải qua Dugabai Wada liền nữa. Đi thôi. Kìa con dâu, sao con dừng lại? Đi thôi, trễ rồi con. Dạ là cha của con, cha của con. Bây giờ con hãy để cho cha khóc. Đừng mà cha, như vậy thì con sẽ không đi đâu.
con à. Con phải rời khỏi đây thôi. Còn về phần của cha, Cha sẽ bằng cách nào đó sẽ cố gắng sống tiếp. Đừng vậy mà cha, đừng nói như vậy mà. Con gái à, một cuộc sống mới và một gia đình mới đang chờ đợi con ở phía trước đó. Thời khắc này chỉ tới một lần trong đời mỗi người cha và con gái. Cha và con gái phải tự mình trải qua cảm giác đó. Nhưng mà cha muốn nói với con một điều này. Con hãy luôn nhớ rằng bây giờ con không chỉ là con gái của nhà trí thức Borobanh bình thường này, và con không chỉ là hoàng hậu của đại dương Kangada Rao, mà con còn là người thân trong hoàng tộc, những người ngài ấy yêu thương và họ hàng của ngài ấy. Không chỉ có vậy, giờ thần dân của ngài ấy cũng là thần dân của con. Đó chính là trọng trách của con. Con sẽ phải hoàn thành trọng trách đó. Cho nên con phải ghi nhớ điều đó. Ở phủ thống sứ Aquada cũng đang bàn tán rôm rã về hôn lễ này. Hôn lễ này đã được cử hành xong xuôi hết, và chúng ta ở đây để bàn bạc về tình hình ở thành Zanshi và hiệp ước với thành Zanshi. Chúng ta đã chiếm đóng Bengal, Bune, Jaipur và còn nữa. Nhưng mà sau hôn lễ này, ta không có lý do thích đáng để thôn tính Zanshi. Nhưng dù vậy, đại tá Sliman không hề thấy lo lắng. Do lúc này ông ta đang bận lập mưu đồ mới và có những động thái mới đối với người Ấn Độ. Đại tá Sliman đã nắm rất rõ hôn lễ này, bởi vì ông ta biết chắc là đại dương Gangadhar Rao của thành Jhansi sẽ phải đợi một vài năm thôi để nữ chúa chúng tuổi còn hạ sinh người kế vị. Tới vài năm nữa mới có thể hạ sinh người kế vị cho Jhansi. Vẫn còn cả một thời gian dài trước khi nữ chúa của chúng có khả năng mang thai và sinh con cho Jhansi. Bây giờ mọi người ăn cơm trưa đi, gia tộc nhịn ăn cũng sẽ được hủy bỏ. Sau đó là nghi lễ tiễn đưa. Em muốn nói gì? Dạ đúng, em muốn anh phải hứa với em một chuyện. Ta sẽ hứa. À, nhưng mà hãy cho ta ăn trước nha. Dạ được, anh cứ ăn đi. Chị Manu của em chắc đang đói bụng lắm. Em sẽ nói chuyện đó với anh sao vậy? Indu à, con dẫn Manu vô phòng nha. Con bé sẽ quỷ tục nhịn ăn ở đó. Dạ thưa chú. Thank you.
Rao à, dì sẽ đi coi coi con dâu đã quỷ tục nhịn ăn hay là chưa. Tới lúc thực hiện nghi lễ tiễn đưa rồi, dì đi đây. Em nói đi, em muốn nói gì? Đầu tiên hãy nói cho em biết anh sẽ chú ý nghe em nói chứ. Em cứ nói. Sẽ nói cho anh biết những việc chị Manu thích làm và những việc chị ấy không thích làm. Chị Manu của em thích đón ánh nắng vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy. Và chị ấy không thích gặp phải chuyện rắc rối gì hết. Nàng sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Sau đó thì sao? Ở trong này còn có 3 điều kiện nữa lận. Em hãy nói ta nghe. Để em đọc lên cho anh nghe nha. Ơ này, cô hãy kiểm tra phòng khác luôn nha. Tại vì Manu lúc nào cũng để đồ đạc lung tung hết. Dạ thưa ngài, tôi đã sắp xếp hết rồi. Manu sẽ không bao giờ cần tới những thứ vũ khí này khi ở Yanxi nữa. Không đâu anh. Thưa anh, hãy để những thứ này ở bên cạnh con bé. Có thể đây chính là định mệnh đã an bài cho Manu của chúng ta đó. Anh cứ để nguyên đi. Chúng ta đâu thể biết được vận mệnh của Manu nhà ta sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì đâu, có đúng không? Con bé rất thích thanh kiếm này. Nó chính là món quà mà đức vua của chúng ta đã tặng cho nó. Thanh kiếm này anh à, sao lại có cái bình này ở đây? Cái bình này là cái bình mà Manu dùng để uống nước mỗi ngày. Nó uống vào buổi sáng, nó luôn xài cái bình này, cho nên cái bình này nó rất. Anh à, em hiểu cảm giác của anh lúc này. Tình thương mà anh dành cho Manu không cho phép anh nghĩ con bé sẽ trở thành nữ chúa. Anh nghe đi, Manu bây giờ đã là nữ chúa của thành Yanxi rồi. Là nữ chúa của thành Yanxi đó anh à. Và rồi sẽ có hàng ngàn nô tỳ cung kính xếp thành một hàng rất dài để nghe theo và thực hiện mệnh lệnh của con bé đó thưa anh. Đúng vậy. Nhưng tôi là cha của nó. Tôi vẫn chưa thể thuyết phục mình tin rằng ngày hôm nay con bé đã trở thành một nữ chúa đô tách gia.
gia nữ chúa này ra lệnh cho khanh. Trước khi nghi thức đưa tiễn diễn ra, ta muốn cùng khanh tập luyện kiếm thuật một chút. Manu à. Không đâu Manu, giờ không phải là lúc. Giờ mới là đúng lúc đó thầy Tách Gia. Chỉ một lần thôi. Kính thưa nữ chúa. Và rồi chị Manu của em sẽ tiếp tục rèn giũa khả năng kiếm thuật của chị ấy. Vậy luôn sao? Vậy là chị Manu của em cũng biết đấu kiếm luôn hả? Đương nhiên rồi, chị Manu là một tay đấu kiếm cực phách đó nha. Tuyệt vậy sao? Ta đồng ý hết nha. Em còn muốn nói gì không? Em chỉ mới đọc một nửa thôi đó. Manu à, con đang mặc lễ phục cưới đó, có thể con sẽ bị thương. Thầy Tách Gia, giờ con là nữ chúa Giang Si rồi, lễ phục cưới cũng không thể cản trở cho con được đâu thầy. Vậy thì hãy cẩn thận. Yeah.